Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cảnh giới tứ thiền thiên. Người tham thiền khi tham được tới cảnh giới vô ngã vô nhân, tức là vào được sơ thiền. Sơ thiền còn gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Tới giai đoạn này, thiền giả phá được sự chấp trước về chúng sanh, chứng được thiền duyệt vi thực và cảm thấy một niềm pháp hỷ sung mãn. Trong cảnh định này, hô hấp chấm dứt, nghĩa là không thở ra, không thở vào, thiền giả vui sướng một cách đặc biệt. Loại khoái lạc này rất ư là kỳ diệu, không thể diễn tả được. Tóm lại, người thường không có được niềm khoái lạc đó. Nhị thiền còn gọi là định sinh hỷ lạc địa. Thiền giả cảm thấy một niềm hỷ lạc tột cùng, thiền giả ngồi tại chỗ chẳng ăn chẳng uống, mạch không còn đập nữa, giống như người đã chết, nhưng ý niệm vẫn còn và biết là mình đương tịnh tọa. Tam thiền còn gọi là ly hỷ diệu lạc địa. Thiền giả lìa bỏ thiền duyệt vi thực, lìa các sự khoái lạc sung mãn về pháp hỷ, chứng được một sự khoái lạc vi diệu, không có gì diễn tả được, hoàn toàn chẳng thể nghĩ bàn. Trong cảnh giới này các niệm đều dừng bặt, một niệm cũng chẳng dấy lên. Có câu nói, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn hốt động bị văng già. Nghĩa là một niệm chẳng sanh toàn thể hiện, sáu căn chợt động bị mê che. Tứ thiền còn gọi là xả niệm thanh tịnh địa, là một cảnh giới trong đó không những các niệm dừng lại mà chúng còn bị buông xả hết. Lúc ấy, thiền giả đạt tới một trạng thái thanh tịnh phi thường, và sự khoái lạc cũng phi thường vi diệu. Tuy nhiên, cảnh giới tứ thiền vẫn còn là cảnh giới của phàm phu, chưa chứng quả. Thiền giả chớ có tự hào vì giai đoạn chứng quả thì hãy còn xa lắm. Thiền giả phải cố gắng tiếp tục tham ngẫm, dấn bước thêm nữa mới tới được cảnh giới ngũ bất hoàng thiên, tức là năm cõi trời bất hoàng. Tới đây, thiền giả mới nhập vào dòng thánh. Xưa các tỳ kheo vô văn tới được cảnh giới tứ thiền này, làm tưởng mình đã chứng quả nên đi đâu cũng tự khoe khoang. Bởi chưa thấu triệt Phật pháp nên thốt lời vọng ngữ, kết quả ý bị đọa vào địa ngục vô gián. Tỳ kheo vô văn tức là tỳ kheo không có hiểu biết và thiếu kiến thức.